Phương Nam TV, trang trại đại được Phương Nam xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay là bên trang trại của mình đang thực hiện chuẩn bị dò cho một đám cưới tại Đông Anh. Đám cưới này là có gia đình là chuẩn bị là 130 mâm cỗ, thì tương đương với đó là bên mình sẽ chuẩn bị là 130 cái dò. Ở đây chúng ta, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy nhé, bên mình đang chuẩn bị là giò đám cưới này này. Mỗi một cái giò đám cưới thì sẽ được gói trong một mâm. Theo phong tục của Việt Nam mình là mỗi một cái mâm sẽ là 6 người nhé. 6 người tương đương sẽ là 6 cái giò nhé. Đây là một cái giò của bên mình là chuẩn bị cho đám cưới này. Quý vị và các bạn nhìn thấy nhé. Đây là 6 cái giò gói như này này. Phía trên thì có cái tem mác. Nơi xuất xứ của giò, nơi cái thể hiện cái cơ sở làm giò và cung cấp giò là trang trại đại được Phương Nam. Số điện thoại hotline là 0912 600611. Trên cái tem nhãn này thì có đầy đủ các sản phẩm của bên mình phục vụ nhé. Quý vị và các bạn cũng có thể là tham khảo và liên hệ đặt hàng tại đây nhé. Thì nhân tiện hôm nay bên mình chuẩn bị giò để phục vụ cho đám cưới thì mình cũng chia sẻ luôn cho tất cả các quý vị và các bạn biết là cái cách mà bên mình làm giò như thế nào, bên mình luộc giò như thế nào và bên mình đóng gói giò như thế nào, thì đảm bảo là cái giò của chúng ta nó đạt cái chất lượng nhất nhé các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta, quý vị và các bạn nhìn thấy nhé, đây là cái giò sống mà bên mình đã chuẩn bị này. Đây là một chiếc giò sống nhé. Cái giò sống này là được bọc bằng rất nhiều lá chuối. Lá chuối này sẽ tạo cho cái độ thơm ngon của cái giò này. Có rất nhiều quý vị và các bạn sẽ thắc mắc là cái lá chuối, tại sao là cái lá chuối nhiều như vậy. Nguyên tắc gói giò nhá thì là phải nhiều lá chuối. Thứ nhất, có hai lý do. Một là lá chuối sẽ làm cho cái món giò của chúng ta nó được thơm ngon. Thứ hai nữa là cái lá chuối này của chúng ta ấy, nó giúp cho cái giò của bên trong ấy nó cách biệt hoàn toàn với cả môi trường không khí bên ngoài. Thì như vậy là cái giò của chúng ta nó sẽ không bị ảnh hưởng nhá, nó sẽ không bị thiêu. Đó là nguyên tắc mà khi gói giò là bắt buộc phải gói nhiều lá chuối nhá. Mà lá chuối mà để gói giò thì bắt buộc phải là lá chuối rừng. Đây quý vị và các bạn nhìn này, lá chuối tươi, lá chuối rừng tươi nhá thì mới gói được giò, không thì không thể gói được giò đâu. Sau đó là giò sẽ được qua cái bước thứ hai, đó là cái bước luộc giò nhá. Bên mình luộc giò thì cái nguyên tắc luộc giò là như này. Luộc giò là chúng ta sẽ phải luộc bằng nước sôi. Chúng ta đun sôi nước nhá. Sau đó là chúng ta sẽ cho giò vào và chúng ta sẽ chờ đến khi nào mà nước nó sôi trở lại và chúng ta sẽ bấm thời gian nhé. Từ lúc nước sôi trở lại đến khi mà cái giò của chúng ta chín ấy thì thông thường là sẽ là 7 phút, nhưng mà bên mình luộc với số lượng lớn như này này thì bên mình sẽ có thể là cho thêm 1 phút nữa, đó là tầm khoảng 8 phút các bạn nhé. Đó, khi luộc ấy, nước nó sôi lên ấy, thì chúng ta sẽ đứng từ rất xa, chúng ta cũng có thể ngửi được cái mùi lá chuối nó cực kỳ là thơm các bạn nhé. Còn khi mà giò của chúng ta đã được luộc chín ấy, thì chúng ta sẽ để ra một cái sọt nhựa như này. Nó có tất cả các cái lỗ thoát bên ngoài. Tại sao phải để giò ra cái sọt nhựa như này? Để cho nó thoát nước nhé các bạn nhé. Nó thoát nước, nó bốc hơi, bớt cái mùi lá chuối đi nhé các bạn nhé. Vì khi mà luộc giò bên trong cái nồi kia kìa thì tất cả cái mùi lá chuối, trong đó có cả nhựa lá chuối nữa, nó hấp mùi vào bên ngoài, thì chúng ta để cho nó bay bớt mất mùi đi nhé các bạn nhé. Nó ráo nước bên ngoài này. Đấy, cái giò bên ngoài nó sẽ khô, nó vẫn còn đang nóng như này nó, nhưng mà nó ráo nước rồi và nó sẽ bay bớt cái mùi. Còn cái mùi hắc do nó quá nhiều cái giò được luộc với nhau nhé, thì sau đó là chúng ta sẽ mang đến mang đi chúng ta gói thành một cái gói, mỗi gói là 6 cái nhé. Đây cách gói giò của bên mình đây. Mỗi một đầu sẽ là dùng hai cái dây chun buộc vào. Thì cái giò của mình nó rất chi là vuông vắn nhé, nó cứng nhé, nó thành một cái khối chắc chắn này. Đấy, chúng ta cầm chúng ta lắc lư thoải mái nhé. Đấy, như thế này là cái giò của mình đã gói đạt tiêu chuẩn đấy các bạn này. Quý vị và các bạn thân mến, thì khi quý vị và các bạn nhìn thấy rất nhiều giò như này thì quý vị và các bạn nghĩ tới điều gì? Mình nghĩ là chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ nghĩ đến là muốn được thưởng thức cái giò này, và rất ít người là muốn tìm hiểu tại sao là cái giò này được làm như thế nào và để làm ra được một cái giò đà điểu như thế này.
thì nó phải qua các bước như nào, thì lúc nào mà hôm nào mình sẽ rảnh thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là quy trình làm giò của bên mình nó như thế nào nhé. Nhưng mà mình xin chia sẻ hôm nay mình xin chia sẻ một vài cái thông tin như này. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều giò ở đây nhé. Thì quý vị và các bạn có biết là với cái số lượng giò này của bên mình là nó tương đương tầm khoảng là hơn 1.000 cái, 1.200, 1.000, mình nhớ chính xác là 1.070 cái, 1.070 cái giò nhé. Thì tương đương với cái lượng lá chuối, khối lượng lá chuối mà gói để gói cái giò này là tương đương với cả là hơn một tạ lá chuối các bạn. Nó rơi vào tầm khoảng là một tạ mốt lá chuối, một tạ mốt đến một tạ hai lá chuối nhé. Quý vị và các bạn hình dung nhé, để làm ra được hơn 1.000 cái giò này, 1.070 cái giò này thì chúng ta phải tiêu tốn là một tạ mốt đến một tạ hai cái lá chuối rừng tươi các bạn nhé. Nên là khi quý vị và các bạn được thưởng thức cái giò cái như thế này thì quý vị và các bạn phải nên nhớ rằng là phải bao nhiêu công sức bỏ ra thì mới có thể tạo ra được một cái giò cái như thế này nhé. Mà để tạo ra được, đặc biệt là để tạo ra được một cái giò cái đà điểu như thế này thì cái quy trình nó phải phức tạp hơn rất chi là nhiều. Khi chúng ta làm những cái loại giò khác ấy, ví dụ như giò lợn hoặc là giò bò hay là giò bất kỳ cái loại giò gì thì cái cách làm nó hết sức đơn giản thôi. Nhưng mà để làm được cái giò đà điểu ấy thì là cực kỳ là khó nhá các bạn nhá. Mình xin nhắc là cho quý vị và các bạn biết là để làm được cái giò đà điểu ấy thì phải quy trình cực kỳ là khó.